Xin chào toàn thể anh em cộng đồng mạng đã trở lại với kênh của Sơn Loa Audio. Vẫn cứ như hàng ngày, hàng giờ, ngày nào cũng phải 2-3 clip lên cho anh em với mục đích phát triển kênh YouTube. Vì vậy, luôn nhấn mạnh với anh em rằng việc buôn bán đối với Sơn Loa Audio là không quan trọng, mà quan trọng ở đây là anh em phải like, chia sẻ, subscribe kênh để phát triển kênh YouTube, để mang đến cho anh em những clip vui và những clip chia sẻ thú chơi audio của chính bản thân Sơn Loa Audio. Đấy, Sơn Loa không phải là cửa hàng buôn bán mà chỉ mang một tính chất chia sẻ. Cho nên khi gặp được những người có cùng đam mê, cùng nhiệt huyết thì alo, bắt tay với nhau để chia sẻ những sản phẩm, trao đổi với nhau những sản phẩm. Như vậy là vui rồi. Còn ai không mua bán thì có thể lướt qua, hoặc là ai thích vui chơi giải trí thì cũng có thể để lại like, chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Chứ không đặt nặng vấn đề buôn bán. Còn anh em nào thật sự muốn sở hữu món đồ này, đồ kia thì anh em cứ Zalo 0988 434 435, 24/24. Em sẵn sàng chia sẻ, trao đổi với anh em. Còn clip trước em quay, đang quay dở để cho anh em nghe bản nhạc thì có bác khách gọi, thì bây giờ em quay lại cho anh em. Bây giờ em quay lại cho anh em xem nha, nghe nha, chi tiết nha. Vua nhạc vàng cho nghe từ đầu luôn, nghe phê lắm anh em ạ. Ta nói là vua của nhạc vàng rồi, chơi âm ly đèn thì quá ngọt. Để anh em nghe tròn vẹn bản nhạc này, sau đó em sẽ làm một cái clip CD V6 xuất âm ra âm ly đèn. Còn bây giờ thì đang âm đang điện thoại. Anh em nhìn thấy kiềng vàng đằng trong, ta nói quá đẹp luôn anh em. Còn nguyên keo chỉ, hàng full box ni lông hộp xốp, âm ly bóng nga 4 bóng, rất rẻ, hợp lý. Chơi 4 bóng nga rất đẹp, 2 đường vào 1 đường ra đầy đủ. Xuất 2 loa 2 đường vào, câu chi bảo vệ 100W, tha hồ đánh loa ta nói. Xuân sẽ không về lúc chiến mang theo cuối trời cứu khấn. Như anh nhìn bóng con thơ tiếng dù quá phê luôn. Nếu anh em nào mà ít tiền muốn chơi được hàng nòi ngon bổ rẻ mà lại đẳng cấp, thương hiệu lớn, ta nói âm ly đèn mà giá thì ngon bổ rẻ thì chỉ có chơi những bộ con đếch như thế này, em đảm bảo hay. Nếu anh em qua nghe thực tế thì còn hay nữa thôi, còn nghe đi cái điện thoại anh em quay lại thì anh em thông cảm, chỉ là một phần nào đó nó khoe thôi chứ không thể hiện hết chất âm được. Đã vậy lại còn mở lại nhạc của một bác khách khác thu lại lên YouTube, rồi YouTube lại phát ra, là bà các bạn biết thế nào rồi. Cho một cái bài khác đi. Khác theo chữ nào.
tiếng bản nó đánh êm thật, vừa êm mà vừa nhẹ. Và like, subscribe kênh cho em này để em phát triển kênh YouTube. Em chỉ mong như vậy thôi. Cảm ơn anh em nha. Và bây giờ clip tiếp theo em sẽ mời anh em thưởng thức đầu CD V6 đánh thẳng ra âm ly đẹp, xuất âm ra âm ly đẹp, trở con âm ly V6 trở thành con CDB thôi. Đấy, ok, hẹn gặp lại anh em ở clip này trong phần mô tả chi tiết nhé. Ok.